Dã ngoại bên hồ. Ăn thôi. Em đói quá. Em có thể ăn cả cưa rừng với một quả anh đào ở trên. Hãy bày tiệc dã ngoại. Thêm 5 phút nữa. Giờ ăn trưa. Giờ ăn trưa. Các cậu có muốn chơi trong hồ không? Tuyệt. Để xem ai sang hồ bên kia trước. Em. Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn chưa ăn trưa. Em nói đúng, đi thôi. Được rồi, Dino, chơi nào. Được rồi, bọn tớ đã sẵn sàng. Hãy bày tiệc dã ngoại. Hả? Giỏ đồ dã ngoại đâu rồi? Chúng còn lấy cả khăn ăn. Nhưng ai để giỏ đồ dã ngoại bên ngoài xe chứ? Chà, ít nhất ba chúng ta có thể chia nhau cái này. Hoặc là không. Chúng ta sẽ ăn gì đây? Em đói quá. Tất nhiên, đúng vậy. Đến giờ chơi rồi, nhanh lên, túi gấu trúc, mũ đầu bếp, sách công thức, khay gỗ. Chúng ta sẽ tìm kiếm nguyên liệu và tự làm bữa trưa. Chị muốn làm món súp bí ngô với kem, đó là món chị thích. Em sẽ làm sốt táo mật ong và nấm với cà rốt và cà chua. Những quả táo này nhìn thật kinh khủng. Sáng nay ai không tắm vậy? Này, chị sạch mà. Có lẽ chị làm được. Em. Chân to. Này, chân to là bạn chúng ta, đừng sợ. Em không sợ. Cậu ấy có mùi kinh quá. Wow, cậu thật tuyệt, cảm ơn rất nhiều. Giờ chúng ta cần mật ong. Cậu có biết kiếm mật ong ở đâu không? Giờ chúng ta đã có đủ nguyên liệu. Thật tuyệt. Giờ cậu muốn thay đổi bề ngoài. Đừng lo, dịch vụ làm đẹp siêu tốc tới đây. Kemi, xin hãy giúp bọn tớ nấu ăn. Có mùi như chồn hôi, hoặc tệ hơn, cái chân bốc mùi của chồn hôi. Ý tưởng hay lắm, tớ rất thích. Giờ chúng ta nấu nướng thôi. Làm đầu bếp thật tuyệt.
Mọi thứ đều rất ngon. Và tuyệt nhất là chị biết chị sẽ làm gì khi lớn lên rồi. Một đầu bếp. Cười lên nào. Đẹp quá. Chúng ta phải chụp bức ảnh đẹp nhất để chiến thắng cuộc thi. Đừng di chuyển. Đúng vậy. Giờ thì cười đi. Dạ. Eo ơi, cà chua. Cookin, cuộc thi dành cho bức ảnh động vật đẹp nhất. Không phải là chụp trộm anh chị đâu. Bóng ma đâu? Rau củ thật tuyệt vời. Cookin, chúng ta phải chụp ảnh động vật. Ộp ộp. Ộp ộp. Tự nhiên hơn nào. Cười lên đi. Được rồi, chụp đẹp lắm. Chị xem được không? Wow, tuyệt quá. Đó là một con rồng. Rồng, em chờ chút, anh sẽ cho em xem. Đây là bức ảnh đẹp nhất em từng chụp. Này, đưa nó cho anh. Em sẽ làm bẩn nó mất. Anh nói là đưa nó cho anh. Không, bức ảnh. Giờ chúng ta sẽ không có cơ hội nào ở cuộc thi. Tất nhiên, đúng vậy. Đến giờ chơi rồi. Nhanh lên, cởi gấu trúc. Sách hướng dẫn về động vật. Ống nhòm. Mũ. Chúng ta sẽ chụp những bức ảnh tuyệt hơn và thắng cuộc thi. Đừng lo Belusin. Có đủ động vật hoang dã trong giường cho ba cuộc thi ảnh. Nhưng không có gì giống một con rồng cả. Em muốn thử tìm gì đó đặc biệt. Có phép màu như thế này. Những thứ đó đúng là đặc biệt. Đi nào, để xem chúng ta có tìm được không. Đó là bạn ấy. Bạn ấy. Ai cơ? Bạn ấy. Người cá ở dưới biển. Cẩn thận, chúng ta không muốn làm bạn ấy sợ. Lấy thứ này ra khỏi em đi. Cái gì vậy? Nó có gì kinh khủng quá. Này, quay lại đây. Mặt em có mùi như bể cá ấy. Mọi người đâu rồi? Em sẽ tìm ra. Đó không phải là người cá. Nhưng cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Làm thợ chụp ảnh thiên nhiên thật tuyệt.
này thật tuyệt vời. Bức này còn tuyệt hơn. Chúng ta có bức ảnh động vật nào còn đang thức không? Chúng ta nên chọn bức nào đi thi đây? Bức này, đây là loài động vật kỳ diệu nhất. Mọi người đang bỏ phiếu hả? Ảnh của ai? Không, 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 không. Rồng. Rồng. Ai là rồng chứ? Lại đây ngay. Hôm nay thật hoang dã. Chúng ta đã chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp. Và tuyệt nhất là giờ chị biết chị sẽ làm gì khi lớn lên rồi. Một thợ chụp ảnh thiên nhiên. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Chị muốn cười và chơi. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày.